Gia đình Vân xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vera Family cuộc sống ở Singapore. Thì hôm nay là một ngày nắng đẹp cho nên là cả nhà Vân quyết định đến Marina Barrage để câu cá. Câu cá ở đây là câu cá tiêu khiển cho vui thư giãn thôi các bạn, chứ không phải là câu cá để về ăn. Ông xã Vân thì rất là thích đi câu cá nhưng mà lâu lắm rồi không có thời gian, không có cơ hội để đi câu. Và hôm nay đến đây câu thử như thế nào? Cảnh ở đây rất là đẹp, công viên trong xanh, gần biển rất là mát, cho nên là cuối tuần hay là ngày nghỉ ngày lễ mọi người hay đến đây để picnic, đạp xe đạp rồi câu cá, ngắm cảnh. Và nơi đây cũng rất nổi tiếng ở Singapore các bạn. Bây giờ Vân mời mọi người hãy cùng gia đình Vân đi khám phá cái khu Marina Barrage này nha. Xa xa kia người ta thả diều quá trời luôn. Diều này mọi người. Raiden, xin chào. Elena, xin chào. Kia xa xa kia cũng có rất là nhiều diều. Giờ mình sẽ đi vào cái sảnh bên trong kia. Khu này cũng rất là rộng lớn và cũng có rất là nhiều nơi để mình tham quan khám phá. Phía bên trong kia khá là đông người cho nên phải đeo khẩu trang cho an toàn, mà bé nhà Vân còn nhỏ cho nên là thích là tháo giục. Gia đình Vân đang đi qua cây cầu khá là dài các bạn, và đi qua phía bên kia thì có một cái bãi câu cá. Trời chiều rồi nhưng mà còn rất là nắng. Mấy drink water. Trời, rất là nắng nóng. The one cannot throw. The one's dangerous?
băng qua cây cầu xong là phải đi bộ tiếp nữa. Mình thấy đi bộ khá là xa để tới cái nơi câu cá đó các bạn. Không bước phát sơ, bước phát sơ. Bước ăn cho được chi cho nó xong hả? Go under the tree. What's this? I mean, what's this? The grass? Cỏ. Cỏ. Cây mẹ. Rồi, đi dạng này. Ở đây gió mát lắm mọi người. Tại vì gần biển nè. Gió từ biển thổi qua rất là mát. Bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi mà trời vẫn nắng, rất là nắng. Singapore dạo này cũng nóng, nóng ghê lắm mọi người ơi. Đây là chỗ câu cá thì mọi người. Đây là khu vui chơi mà bị rào lại rồi, không có cho chơi. Tại vì đang mùa lockdown, đang mùa dịch đó các bạn. Xa xa kia là diều. Diều hình con trắng. Bắt tuột. Ê, đang thổi bong bóng. Wow. Con thổi đi, thổi đi. Wow. Đi lên thổi con. Wow, another one. Another one. Oh. Mm. Okay.
Hả? Sao? It's okay, it's okay. Mommy, phải đơn đấy. Về. Ông xã vẫn đang chỉnh cái cây câu cá. Nổ sắc hả? Không có hút vô nha. Không có hút vô nha con. Ok. Ông xã vẫn đi xuống kêu câu cá. Ok. Wow. Elena thì đang mải mê thổi bong bóng. Wow. Đừng có hút vô nha con. Bờ vịnh này thì thủy triều lên xuống thường xuyên, thành ra là có những cái bãi nước đọng và rác nó cũng ngoài biển á các bạn, rác từ ngoài biển nó cũng tấp vô đây, cho nên là nhìn nó không có được sạch cho lắm. Riden, don't step on the water. Don't step on the water. Careful. Where are you going? Elena. Where are you going? Come here. Elena. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ướt dày hết rồi. Ô mami hi, ô mami hi. Okay, we sit down here. You sit down here. Okay? You waiting. Oh! Okay, sit down. You waiting. Hey, định ngồi phía bên kia mà ông xã Vân quất cần câu bên đó, cho nên là phải qua phía bên này ngồi cho nó an toàn các bạn. Okay. Okay, stand there. Biết có cá không? True, no waiting, I must wait until the fish bite. Different.
Yes. Where are you going? Lo chơi, không có ngồi yên được mọi người ơi. Đi lên đi xuống. Đó. Ừ, con ngồi đây, con ngồi đi, con ngắm nước đi. Con nhìn nước đi. Biết có cá hay không mà đi câu cho vui thôi chứ thấy giống như là không có cá mọi người ơi. Đưa hai bé đi không mát không gió. Raiden cẩn thận nha con. Raiden. Kê phu hả? Cẩn thận nha con Raiden. Raiden, ngồi dậy. Raiden, con xích. Properly Raiden. Sẽ phải đi qua cái cầu để đi quay ngược lại phía bên kia, rất là xa mọi người. Leo xuống, leo xuống.
cái view hình con cá sấu mọi người. Rồi con bạch tuộc. Đó, bây giờ đi về. Giờ là 6 giờ rồi. Và cái video của Vân hôm nay cũng kết thúc tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của gia đình Vân. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an nha.